Xin kính chào anh chị khách hàng. Hôm nay Giang sẽ review cho anh chị khách hàng một căn villa mẫu. Thì đây là căn villa được chủ đầu tư dự án Vincenter chia sẻ đến thực tế. Sau này anh chị khách hàng nhận bàn giao nhà để anh chị khách hàng có những cái gợi ý thiết kế tốt hơn cho cái căn villa của mình. Thì bên tay phải của Giang đây nè, như anh chị khách hàng thấy nè ha. Thì thiết kế ở đây là dạng thiết kế gọi là hai căn villa, hay gọi là villa song lập đó. Thì nếu anh chị khách hàng nào muốn sở hữu hai căn liền kề như vậy thì bên chủ đầu tư vẫn cung cấp bán cho anh chị khách hàng luôn. Và khi anh chị sở hữu mà anh chị muốn thông với nhau thì anh chị báo trước với chủ đầu tư sẽ cho hai căn này thông lại làm một căn luôn anh chị khách hàng nhé. Thì tiêu chuẩn một căn của chúng ta là với thiết kế là 20 x 15, thì tổng diện tích của căn villa của chúng ta là 300 m². Nếu mà anh chị sở hữu hai căn là chị sẽ có 600 m². Rồi bây giờ Giang sẽ chia sẻ một cái căn mẫu mà chủ đầu tư đã thiết kế và setup những cái nội thất đầy đủ cho anh chị khách hàng luôn, để anh chị khách hàng cùng tham khảo qua. Bây giờ Giang xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển vào cái căn villa mẫu của chúng ta nhé. Thì trước khi di chuyển vào căn villa mẫu thì Giang xin mời anh chị di chuyển ra phía bên ngoài. Bên đây là khu vực để xe ô tô của anh chị khách hàng nè. Chủ đầu tư thiết kế một cái khoảng không này để mình để xe ô tô, và cái khoảng sân vườn để anh chị có thể thiết kế cái dạng thác nước phong thủy chẳng hạn. Mời anh chị khách hàng cùng di chuyển với Giang. Đây thì khu vực này thì anh chị có thể lắp những cái viên sỏi, rồi mình có thể làm cái thác nước phong thủy ở đây cũng được luôn anh chị khách hàng nhé. Anh chị có thể làm xây một bức tường lên để mình làm thác nước phong thủy ngay khu vực này cũng được luôn. Rồi phía sau đây là phía sân sau của căn villa của chúng ta nè. Khu vực sân sau này cực kỳ là rộng và thoáng luôn anh chị. Thì khu vực sân sau này anh chị khách hàng có thể trồng cây, tất cả những cái cây phong thủy cho cái căn hộ của mình thêm nhiều mảng xanh ha. Rồi còn đây là một cái khu vực của nhà kho chứa đồ, anh chị có thể chứa đồ anh chị lắp đặt đây. Rồi chúng ta cùng di chuyển ra phía bên ngoài để mình di chuyển vào cái căn villa của chúng ta. Thì về thiết kế từ bên ngoài mình bước vào, anh chị thấy là chủ đầu tư họ rất là tinh tế khi mà họ lắp đặt những cái hệ thống cửa kính như vậy. Đây là một cái ý cực kỳ là hay, là nó làm cho cái căn villa của chúng ta nhìn một cái view cực kỳ là rộng và thoáng luôn. Thường những căn nhà trước đây á, là người ta xây tường hết, xây tường thì nó sẽ bị gọi là bí không gian, gọi là tầm view. Thì mình có dạng gương như vậy thì cái view của mình rất là rộng, mình từ ở trong nhà mình nhìn ra phía bên ngoài ra một cái không gian cực kỳ là rộng luôn ha. Rồi Giang xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển với Giang vào trong ha. Thì nguyên cái tầng trệt này là chủ đầu tư họ bố trí cho mình không gian phòng khách và bàn ăn và phòng bếp, và những cái tủ trang trí trưng bày như vậy cực kỳ là đẹp đúng không ạ. Thì lần đầu tiên mà Giang bước vào cái căn villa này á, Giang vô cùng là thích luôn anh chị khách hàng ạ. Thích vì sao? Vì mình có một cái không gian gọi là rất là ấm cúng cho một cái gia đình của mình. Gia đình từ 10 người mình sắp set up một cái bàn ăn 10 người như vậy đó, rất là ấm cúng đúng không ạ. Rồi rồi chưa hết, hồi nãy Giang cũng có nói là mình có khoảng sân sau đúng không ạ. Thì ở đây mình sẽ mở cửa ra, mở cửa lùa ra là mình bước ra khoảng sân sau của mình nha mọi người đó. Thì nhà có trẻ nhỏ thì các cháu có khoảng sân này, mỗi buổi chiều buổi sáng thì các cháu chơi đùa nó cũng rất là tiện lợi luôn ạ. Rồi và mọi người để ý ha, thì cái phần sân sau á, cái rèm với lại cái cửa kính của chúng ta vô cùng rộng nè mọi người. Một cái view phía sau cực kỳ là đẹp. Thực tế cái căn này á, nói là view mặt sau nhưng mà thực tế nó giống như mặt trước gì đó. Đây là cái đường trục chính nè vào sân góp
từ đường DT822, anh chị di chuyển thẳng trục chính này vào sân góp luôn đó. Phía bên kia là anh chị xa xa đó có một cái khu biệt thự Black Villa ha. Đó là phân khu đã hiện hữu rồi. Rồi bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển lên trên tầng 2 ha. Đây là tầng trệt, kia là tầng 2. Tầng 2 này thì phía chủ đầu tư họ bố trí cho mình hai phòng ngủ. Bây giờ mình sẽ di chuyển sang phòng ngủ phía trước ha. Thì tất cả phòng ngủ của chúng ta sẽ được bố trí đều có ban công hết anh chị khách hàng nhé. Đây, Giang xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển vào với Giang. Thì đây là phòng ngủ số 1 của tầng 2. Rồi, thì chúng ta có thể bố trí cái giường ngủ ở đây, hoặc là anh chị có thể nếu phong thủy á, thì anh chị có thể xoay ngược cái giường lại cũng được luôn, cũng rất là thoải mái. Đây. Rồi, phía bên ngoài cái căn phòng ngủ này á, là chủ đầu tư họ bố trí một cái ban công như vậy, với một tầm view cực kỳ là rộng và thoáng và cực kỳ là đẹp luôn anh chị khách hàng. Giang xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển ra phía ngoài ban công để mình xem cái khung cảnh của dự án của chúng ta ha. Thì từ ban công này anh chị khách hàng có thể nhìn view xa xa, phía bên kia là sân góp luôn nè. Nếu anh chị nào muốn sở hữu một căn villa mà nhìn thẳng vô sân góp mà nó gần hơn á, thì vui lòng liên hệ sớm với Giang, tại vì chúng ta đang ở giai đoạn 1, giai đoạn rất là dễ lấy căn ha. Đó, view sân góp cực kỳ là đẹp luôn. Rồi đây là cái công viên trung tâm. Rồi phía bên kia là cái clubhouse. Clubhouse đã hiện hữu rồi, và tại clubhouse của chúng ta là có hồ bơi luôn anh chị nhé. Rồi chúng ta cùng di chuyển sang cái phòng ngủ số 2 ha. Và chưa hết thì trong phòng ngủ chúng ta thì bố trí luôn cái nhà vệ sinh nào anh chị khách hàng. Đây, chủ đầu tư họ bố trí nhà vệ sinh, không gian khu vực nhà vệ sinh luôn đó. Thì không gian khu vực nhà vệ sinh này vô cùng là rộng luôn nè đó. Và Giang có một cái gợi ý ha, cái gợi ý nhỏ thôi, sau này khi mà anh chị khách hàng mà nhận nhà đó, thì anh chị khách hàng làm cái phần khu vực tắm này là chị khách hàng, cái chỗ này, cái chỗ cái gờ này nè, thay vì anh chị làm bằng như vậy, anh chị có thể làm âm lên, âm xuống một tí, mà cái gờ chuột xéo á, là khi mà anh chị đi nó cũng không vấp cái ngón chân anh chị cái chỗ vị trí này, mà khi mình tắm á, nước nó cũng không tràn ở bên ngoài được, tại vì khi mà mình làm có cái cửa kính ở đây rồi mình tắm thì cái cửa kính nước nó tràn vào, mình sẽ chạy xuống cái lỗ thoát nước luôn ha. Rồi, và chưa hết, cái phòng tắm là không bị bí, nó có cái cửa sổ view bên ngoài rất là thoáng ha. Rồi, khu vực này thì mình có thể lắp đặt cái hệ thống tủ, gọi là hệ thống tủ, vừa là tủ vừa là gương sôi luôn nè chị ha. Đó, mình có thể chứa rất là nhiều vật dụng mỹ phẩm vô đây ha. Thậm chí chị có thể thiết kế cái cửa mà ba cánh, một cái cánh lớn và hai cánh nhỏ, thì ở đây nó chỉ thiết kế một cánh lớn thôi, thì cái không gian này nó nhỏ nên không thiết kế cái cánh nhỏ, anh chị có thể thiết kế ra một cánh, ra cái khoảng một găng tay như Giang vậy nè, là mình ra thêm một cái cánh tủ nhỏ nữa, thì mình chứa thêm những cái vật dụng mà nó sẽ sắp xếp gọn gàng hơn. Rồi, thì ở đây thì bố trí cho mình một cái tủ quần áo chị khách hàng nhé. Rồi, Giang xin mời anh chị sang cái phòng ngủ số 2 của tầng 2. Đây là không gian phòng ngủ số 2. Phòng này là phòng master, là phòng lớn nhất trong cái căn villa này luôn, cực kỳ là đẹp. Thì cái phòng của chúng ta có một cái cửa kính vô cùng là rộng, vô cùng là thoáng luôn. Giang sẽ mở cho anh chị coi một cái tầm view ha. Đó, tầm view cực kỳ là rộng luôn. Rồi, cái tầm view này view về phía bên khu biệt thự Westlake Villa đó. Như anh chị thấy trước mặt anh chị là cái trục đường chính di chuyển thẳng vào sân góp Westlake góp của chúng ta, cực kỳ là đẹp đúng không ạ. Rồi, ở đây thì chúng ta bố trí luôn cái bồn tắm với một không gian gọi là bồn tắm gọi là resident luôn anh chị khách hàng nhé. Rồi, đây không gian bồn tắm, lắp một cái bồn cho mình luôn đó.
mình muốn tắm dồi sen thì ở đây có dồi sen, dồi tắm mưa luôn anh chị khách hàng, dồi tắm mưa, dồi sen, rồi bồn tắm đầy đủ cho mình luôn ha. Rồi thì hệ thống tủ thì rất là nhiều cửa nè, nó như Giang nói nè, nó thiết kế ra rất là nhiều không gian, cửa kính, cửa tủ, gương soi ở đây nè, hơn ngang tay nè mọi người đó. Rồi rất là đẹp. Rồi giá chiều khăn đầy đủ. Và không gian chỗ này thì anh chị có thể lắp đặt hệ thống tủ quần áo. Thì ở đây là tủ gỗ nhưng mà chưa có cánh, anh chị có thể thiết kế theo dạng tủ thép sơn tĩnh điện á, nó sẽ tạo không gian rộng và thoáng hơn. Và phía vách này anh chị có thể thêm một cái gợi ý là làm gương á anh chị, làm một cái gương thì nó sẽ tạo không gian thoáng và rộng cho cái khu vực này luôn đó. Rồi để mình để những cái quần áo rồi những cái vật dụng để mình đi tiệc chẳng hạn như vậy. Rồi khu vực này anh chị để một cái bộ bàn anh chị ngồi đọc sách buổi sáng buổi chiều gì đó nguyên ngày luôn, rộng. Còn khu vực này thì anh chị để bộ bàn làm việc của chúng ta ha, làm việc thì mình bố trí cái ghế mình di chuyển qua thôi. Và trong phòng master này á có một khu vực ban công ngắm view đây, Giang xin mời anh chị di chuyển ra ngoài ha. Đó, đây là khu vực ban công ngắm view. Ngắm view là view về sân góp anh chị khách hàng nhé, view về sân góp, view về phía khu Westlake Villa. Rồi thì đây là phía sân dưới của chúng ta nè, sân dưới của chúng ta thì trồng cây lên, nó tạo một cái sinh khí sống cho chúng ta cực kỳ là mát thoáng đãng luôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên cái căn tầng 3. Hai căn phòng ngủ ở tầng 3 anh chị khách hàng nhé. Ở trên tầng 3 này á thì ngoài hai căn phòng ngủ thì có thêm một cái khu vực ban công cà phê buổi sáng sân, giống như sân thượng vậy. Rồi thì Giang gọi đây là phòng ngủ số 3 ha. Thì mời anh chị di chuyển vào cái căn phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3 của chúng ta cũng có một cái ban công nhìn về view sân góp, và cái phòng ngủ này thì view sân góp rất là rõ ràng luôn nè anh chị. Nhìn rõ một một luôn. Mời anh chị di chuyển vào xem với Giang ha. Đó thì đó, phía tay trái của Giang nè, đây là khu vực sân góp đó. Anh chị muốn trải nghiệm những cái dịch vụ sân góp thì phía xa xa đó như anh chị thấy đó là khu clubhouse của sân góp đó. Mình chơi góp xong là mình qua mình sử dụng những dịch vụ đó, hoặc là sau này khi mà khách du lịch người ta đến người ta chơi góp á thì người ta sẽ di chuyển ra phía bên ngoài này, thì có những cái căn shop house của dự án Grand Center của chúng ta là họ sử dụng ở đây luôn. Nếu anh chị sở hữu một căn villa này và anh chị muốn mua thêm một căn shop house để anh chị đầu tư cho thuê, hoặc là anh chị kinh doanh những cái mảng dịch vụ cần thiết phục vụ thì anh chị cứ mua ở đây. Rồi Giang xin mời anh chị di chuyển vào trong ha. Rồi rồi đây là thiết kế của không gian phòng ngủ của chúng ta. Ở đây là có một cửa sổ view bên ngoài cũng cực kỳ là thoáng anh chị khách hàng nhé, rất là đẹp luôn. Rồi hệ thống tủ quần áo thì mình lắp ở đây. Rồi bên cạnh đó chúng ta có luôn nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì cái căn này thì lắp đặt ở phía bên ngoài để sử dụng chung với không gian của cái phòng làm việc, phòng trải nghiệm và một cái khu vực ban công cà phê buổi sáng, nó rất là tiện lợi luôn. Thì nhà vệ sinh nhân cũng chia sẻ nhiều ha. Rồi ở đây là khu vực Giang khoan chia sẻ khu vực này nha anh chị sao. Bây giờ Giang chia sẻ một khu vực trải nghiệm. Khu vực này thì anh chị có thể thiết kế một cái phòng trải nghiệm cực kỳ là gọi là feel, theo Giang là feel, cảm nhận là feel. Giống như anh chị thích chơi những cái môn gọi là đàn, organ, guitar gì đó thì anh chị có thể bố trí ở đây luôn. Hoặc là khu anh chị có thể tạo một cái không gian mình chơi trò chơi thể thao giống như những cái môn billiard chẳng hạn như vậy, anh chị có thể bố trí trên cái phòng này.
hoặc là đây là thực tế nè, đây là một cái phòng karaoke và gặp chiếu phim trong nhà. Đó, anh chị có thể quay quần cùng gia đình của chúng ta để chúng ta xem phim trong cái phòng ngủ, phòng nhỏ này, và mình có thể mình karaoke trong chính căn của chúng ta luôn. Đó, thì chúng ta thiết kế một cái phòng này và chúng ta làm giãn cách âm á, thì mình karaoke cũng không ảnh hưởng đến những cái căn ở bên dưới hoặc hàng xóm. Rồi, căn này thì phòng karaoke mà cũng làm luôn cái ban công để chúng ta ngắm view nè anh chị khách hàng, cực kỳ đẹp đúng không ạ? Đó, chúng ta ngắm view luôn. Đó, mình trồng thêm một vài mảng xanh để tạo ra cái không khí trong lành cho cái căn villa của chúng ta. Rồi, bây giờ Giang xin mời anh chị ra khu vực để mình cà phê buổi sáng. Ban công, khu vực ban công cà phê buổi sáng. Cực kỳ là relax luôn anh chị khách hàng ạ. Cực kỳ relax luôn ha. Mỗi buổi sáng thì chúng ta cứ việc ngồi đây và mình nhâm nhi từng ly cà phê buổi sáng, mình hưởng thụ cái không khí buổi sáng rất là trong lành ha. Rồi mình sẽ có những cái ý tưởng mới trong một cái ngày mới trước khi mình bắt đầu một công việc mới. Đúng không ạ? Rồi những buổi chiều tối thì cùng với gia đình, người thân thì ngồi trên đây để mình trải nghiệm, mình nói chuyện với nhau về những cái việc sinh hoạt hàng ngày. Đúng không ạ? Rất là relax. Rồi bây giờ Giang sẽ chia sẻ cho anh chị cái điểm sau cùng. Đây là khu vực sân phơi. Thì khu vực sân phơi chị khách hàng nhé. Thì lúc nãy đây, đây là khu vực sân phơi. Khu vực sân phơi cũng rất là đẹp luôn. Thì chúng ta sẽ bố trí cái máy giặt ở đây. Những cái ngăn này mình để quần áo, mình để tách trà để mình cà phê buổi sáng khu vực này luôn nè ha. Còn đây là cái sân phơi. Đó, sân phơi và cũng ngắm cảnh được luôn nè mọi người. Ngắm cảnh view cực kỳ là đẹp ha. Rồi trời bắt đầu là mưa lắc rắc rất là gọi là thú vị, thú vị. Vâng, vừa rồi là những chia sẻ thực tế về cái căn villa của chúng ta tại dự án Grand Center. Những chị khách hàng nào có nhu cầu muốn tìm hiểu và tham quan thực tế cái căn villa này và trong khu sân góp của Westlake thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại Giang để dưới màn hình của chúng ta ha. Thì Giang sẽ hỗ trợ ô tô đưa anh chị từ thành phố Hồ Chí Minh đến dự án của chúng ta để mình tìm hiểu và mình tham quan trải nghiệm thực tế luôn. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án Grand Center. Xin chào anh chị khách hàng.